bài gì đang chúng ta có rất nhiều cái bài gì. Nhiều khi 5 năm 10 năm sau hay họ lại đi chưa chắc là có thể gặp lại nhau. Tại vì đây khỏi tình huống giảm đó. Thôi giờ đó là quay. Qua đây tao mới cho biết gặp được. Như cô qua đây thì anh mới kể được. Dạ dạ có rồi cô có bận đây cho chặt. Anh nói cho nghe nè. Nếu anh có kịp với Bi anh là lớn nhất. Không có đó là anh nói thiệt. Còn mà nếu nói cả anh em ở đây á là anh Khang lớn nhất. Khang lớn đúng là Khang lớn nhất. Dạ, anh Khang nói với gia đình anh Khang lớn nhất. Nếu tuổi thì anh lớn hơn. Nếu mà nói ra vậy không? Không không. Tiền bối mình đã tiền bối là mình đã tính lão trước rồi. Vậy là mời anh Khang. Anh Khang. Giờ anh Khang nói em muốn người dài, em muốn người dài luôn. Nhưng mà cái đó là anh lớn anh phải nói. Dạ, cáo anh Văn rất nhiều nha. Nhưng mà lớn nhất tôi như lớn vậy. Không, thì cái chuyện đó anh nói liền, anh tin được sự kiện anh chào chứ. Dạ, dạ, dạ. Quy quy. Dạ, anh từ từ. Em là nhỏ tuổi nhất, em ngồi đây muốn quyền. Cầm ly nha, mình lon lên, mình lon lên. Cầm thẳng ly, cầm thẳng ly. Rồi, rồi vô đi, đợi cái. Có cần bỏ nệm đi không chứ thấy thấy cái trường hướng mà nhảy xuống đây nó dễ lắm á nha. Tí nó uống mũi nhảy vô hết. Em bên Khang cùng cái nha. Mời mời anh Văn nha. Rồi rồi. Dạ cũng mời. Mời chú nha, mời cháu nha. Đây cái chi cái này nha. Nhìn đây cái nghe sức khỏe nha. 1 2 3. Vô. Chúc mừng vượng trăm năm hạnh phúc nha. Dương nó làm như sạc kìa. Dương sạc đây. Giờ bây giờ chỉ 50 năm thành phúc thôi. Hoàn thành nó năm rồi. Ngày hôm qua không nói, hôm nay nói mới xúc động. Mới hoàn thành giai đoạn 1. Giờ là tiếp quản giai đoạn 2. Em cũng giao lại anh. Anh lớn rồi. Để em út em lo. Rồi đó. Cho lên luôn. Nói giỡn á. Rồi gì nữa tiếp, gì nữa tiếp, gì nữa tiếp lắm. Nhưng mà bởi vậy tôi ở trên đó cũng mà nhiều đứa nó nói. Nhưng mà tùy theo lúc tôi cũng biết. Vui cả. Vui, vui, vui. Vui mà. Nếu thằng làm sốt thì không, anh không cần giải thích. Không, không, anh thông não cho em nè. Dạ, dạ, hết cho đi. Mẹ, mẹ, dạ. Mà không cần giải thích nữa tại vì không hiểu nổi đâu. Không, không, mẹ vợ của Leo, lắc cái đâu. Là mẹ ruột của ông Tấn và cái gì cái gì mẹ ruột Cái yếu tố để giải thích chính xác, không rõ ràng như vậy là em Tuấn Anh, mẹ vợ có kêu ông Trì như vậy là em á, bắt kêu là một thằng nghe thằng nó vô kêu thằng là một thằng sốt á, kêu thằng là một sốt ôm đầu rồi, ôm đầu rồi. Nãy giờ cái thằng anh lỗ đầu á. Ôm đầu anh nói nè. Giờ đừng có là chúng ta phải làm cái proof này mới được. Không, phải làm cái proof này. Không, giờ, giờ, giờ. Anh Khang đã làm đi luôn. Anh Khang. Tôi rồi đấy, anh Nguyên nè. Mặt lắm bây giờ. Để từ từ em nói. Ví dụ như em nói về thằng nào anh nói sai á. Đúng, đúng. Cho anh nói sót. Không, ok, đúng rồi. Ok, rồi. Rồi, còn em nói sai là em cho em sót. Sót luôn, ok. Công bằng, công bằng, công bằng. Công bằng quá. Trời ơi, như vậy á, như vậy bây giờ nè, để kiệt giải thích lại đi chứ nãy rồi hai lộn á. Giải thích lại đây đây à, giải thích để tặng ly. Bây giờ em sẽ rót cùng cái sót. Rồi, ok. Giờ để kiệt giải thích có hợp lý không? Không có thì không sót đi. Luật nha. Rồi, ok. Ai mà nói sai là một sót. À, rồi. Nhưng mà để kiệt nó đang nói về cái vấn đề quan hệ giữa Leo Đắc Cà Đô và nó. Nó đã chồng với Ly. Sai là không? Tấn Anh, bé Ly mà kêu Tấn bằng cháu mấy đi mà kêu là một sót là sao? Nó đi cho sót không?
Đi ra sáu không? Bậy quá. Bậy quá thật sót. Một sót. Không được. Tao quy định rồi. Tao đã quy định rồi. Ai nói mà bé đi với tướng là kêu là kêu với nhau là cái gì anh em anh em bằng gì thôi đúng nhưng mà này nó là mà nó nói kêu là bằng cháu bây giờ lúc này là ai nếu bé đi kêu tướng là bằng cháu ai không ai đi kêu đúng không em kêu tao là tướng bằng gì anh mà bé đi kêu bằng gì chập lắc rồi tới rồi rồi thắng lợi thắng lợi rồi hùng cường rồi sao nữa hạnh phúc mấy đời mấy đời nãy nó nói ba đời chưa đúng phúc rồi rồi ok đời mấy đời chưa sao đó ý của tôi này không tôi nói là tôi sẽ có chứng minh đàng hoàng đúng em biết là có hòa bình hòa bình là tại vì mất rồi cho nên mình không có thể tha được nhưng mà hồi nãy nó không biết bác bây giờ là để nguyên à anh nguyên là để nguyên trọng tài đi anh nguyên là một người trung lập rồi họ đặt anh nguyên rất là công bằng thấy ai sai hồi nãy mình có hỏi là đủ anh nguyên đủ chứ trọng tài là cha mẹ không anh tâm rồi đúng rồi trọng tài là cha mẹ không nó ngán tôi kìa nó ngán tại vì nó lâu quá rồi thấy tới phần nó tính tới người sống rồi thấy chưa anh đi làm hay không là do anh sai chị Na anh Văn mới bị tai nạn lao động nên là sẽ bị nghỉ không mai anh đi làm hay không là do anh sai đúng rồi anh cho là anh đi làm anh cho là anh nghỉ ok vậy thôi ý anh Văn nói là ngày mai anh Khang mở được thứ ba là anh sẽ nghỉ hôm nay ngày mai dạ thế nên bây giờ bỏ cho thấy khác không cần gì cứ bực mà lo không cần phải lo rồi giờ tiếp không giờ cái mối quan hệ nó đi tới đâu rồi giờ tiếp sao ok giờ ai sẽ là người giải thích bao giờ mình trở lại anh Hùng nè trở lại cái người trong nhà này bây giờ anh giải thích cái này bây giờ em bé ri là người ngoài em không phải thằng em cái đó là thưởng phải dùng từ thưởng thưởng kê thưởng bây giờ mình không có nói phạt nữa thưởng cái trường hợp này thưởng là thưởng mà phạt đầu là phạt một ly nếu phạt nửa ly em đổ đây đổ nửa ly ngon cùng với anh nha anh mới bị phạt rồi không được không chơi này được cái lúc mà uống rượu thưởng á mình có thể mời còn được phạt hả không uống rượu thưởng vậy em có thể em thích em có thể mời gì vậy em đang thưởng hay phạt em đang thưởng đó em có thể mời anh em quá đó em có thể mời nhưng mà anh có quyền đá cho người mời mình đâu có đá không. Anh đang nói ở đây là thưởng có quyền mời cái rồi biết bây giờ biết rồi chứ bây giờ biết cái nữa đi chấp mày đâu mà lại có chuyện đó làm gì có chuyện đó đúng anh chị ok không giờ kẹt mà như bây giờ là được phạt chứ không phải là bị phạt ok bây giờ anh Khang nghe phạt cái lớn chằng quá không ngày mai anh Khang đi lên đường rồi ok ví dụ mai ra không lên đường sao hả cái đó là bị phạt rất là minh bạch rất là minh bạch em nói chuyện phạt cái chai chưa mở nước mà em nói cái chuyện tự nhiên phạt em là cái chuyện bình thường nhưng mà đối với em là không quan trọng không quan trọng đúng rồi em muốn cái chuyện không quan trọng nhưng cái chuyện phạt cái chuyện vô duyên quá vô duyên lạc sẹt ghét thử cái đúng rồi bây giờ đừng có mở miệng ra là đủ cớ để mới thử chứ bây giờ mà phạt á là người ta đủ hoài bây giờ không cần biết ai phạt đó mà thấy trước mặt tối nhăn thì mới về quỳ gối vậy đó nhảy ra bả ngồi đó là con bảo đảm đối với anh có ba chuyện đó không sợ tại cái nó quen rồi chắc anh đối với anh á
hay quá vô. Nói với anh người thật, người thật, anh không có sợ gì ba chị. Không, anh Văn Hiệp lạnh mà. Ok, nói chuyện lạnh mà. Anh văn bản lĩnh. Anh không bao giờ anh kêu anh là bản lĩnh hay không có gì, nhưng mày, mà đấu giá nước ngoài quá. Đúng cái này. Nghi ngờ oan trong anh. Nghi ngờ oan trong anh cũng có tội, cũng có tội. Tội anh với tội em là Leo nắc cái đồ lúc đó vô lý. Không phải bởi vậy cho nên bây giờ đến ai mà nói lại là phạt thôi. Hồi nãy cậu lại á, nói đến nào cho nó lại đó. Cho đi em. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn anh ạ. Dạ. Tiếp giờ đúng là chúng ta chúng ta thải rồi. Chúng ta thải ngày mai em có công việc mới. Ngày mai là em có việc thân phước nhiều nhiều có mì công việc mới cho anh. Dạ. Có mì với mình như nhau. Ờ, mì với phước rồi thôi. Em làm lắm. Phước em không có hợp. Dạ. 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 Hợp thì cũng có lúc hợp lắm. Nhưng mà nếu mà quá ngại ở giữa. Cậu đâu, tối nay là tối là con ngài. Không, mà tại vì đã nằm. Không, tại vì cái này cũng bỏ qua được là tại vì ở Sài Gòn. Ồ, không có biết. Cái chúng ta thấy đặt khó biết lắm. Dạ. Không trả lại anh. Có. Thôi thôi. Nếu mà khó biết là sao giải thích. Mình hỏi thôi. Rồi. Bây giờ anh biết không? Không. Cho nên tôi đâu có giải thích đâu. Chú Kiệt. Bây giờ giải thích Leonardo với lại anh Sang là gọi làm sao? Anh nào em? Cho đúng. Ok, giải thích cho đúng nha. Suy nghĩ đi. Sai là tấn uống hả? À, uống chứ không uống. Sai. Đúng là tấn uống. Đúng là tấn uống. Đúng là thượng. Sai là phạt. Cái thằng con ly đó. Nhưng mà giữa Leonardo và Sang là gặp đây em là gọi sao nào lớn nhưng mà đúng đúng là em với Sang mọi đứa uống rồi đúng mỗi thằng uống nửa ly. Sang á là bé ngoại. Ok đúng không mà nếu mà nói đúng hết là mỗi người một sót. Ok đồ cái chuyện đó cái gì trọng tài người ta tính cái đố mà ai nha. Không cho nốt cả đêm luôn. Bé đi là vợ không đi rồi. Rồi con của Di Cường. Ông Kiệt có tỉnh táo lắm. Hay quay á là con của cậu tới. Rồi ok cậu tới là anh của mẹ vợ mình. Đúng chính xác luôn. Bé Ri là con của Di Cường. Rồi. À. Em quá là tính mẹ vợ mình. Rồi. À đúng rồi, chết cha rồi mọi đứa người. Tới tới. Khi nào anh nói xong rồi đây. Thằng này. Gọi thằng này. Ta thấy đi. Không kìa. Thật sự là hai thằng này là. Yeah. Xong rồi. Hồi nãy là ông nói là sai là mỗi người một lý mà bây giờ ông sai cho nên bao nhiêu người đấy 1, 2, 3, 4 không chơi được. Hồi nãy cái này là xong rồi. Anh phải dài trước chứ bây giờ anh bây giờ là đã chung cuộc rồi anh đâu đâu không ngồi xuống. Rồi xong. Không, em xong rồi. Ê, đi qua đây. Rồi, Ri, đi đứng nè. Đó kêu á. Đâu mà hại não rồi. Kiệt nó kêu á. Ngày á. Phải kêu bằng em. Đúng rồi sao? Chị á bé Ri với lại chị này á. Đó, đó là đúng.
Bé Ri với lại chị Quậy á. Anh Nguyên giơ tay nè. Anh giơ tay. Em đề nghị là anh đừng nói, để Kiệt nói đi rồi mới biết được là cái sai. Em xin phép em nói cái giải thích cái việc này. Cái trò chơi này đó, cái chuyện mình đúng á, nó không có kể, nó không có tính. Nhưng mà mình chuyện sai sẽ tính. Bây giờ anh có chính xác 99 lần mà anh sai một lần cũng vẫn sai. Thôi thôi, bây giờ nè nè không nè nè quay lại nè nói lại cái câu hồi nãy đi bây giờ ai nè, người này kêu mình là cái gì, nói lại đi cho anh một lần đó. Rồi mình giải thích. Từ từ. Nói là sao? Giải dế sao? Giờ gọi lại. Thằng này là nói lần này bằng anh. Từ từ. Đi vô. Anh nói sao? Đã đi 9 km. Leo. Ok. Đến cái mét cuối cùng thì ta vừa bước chân vô cái sập mà chết rồi, sập hết. Chú Kiệt nói sao? Nghe nè. Lần này sao? Này gọi sao? Không, mình đi về mình đâu có ngủ. Không phải. Mình đâu có chơi vậy được. Ôm em 100 câu tự nhiên có một câu cái. Cái vấn đề người ta không cần phân tích. Cái vấn đề người ta không cần phân tích. Chỉ cần người ta hỏi á. Tại vì cái cậu đúng rồi. Người này, cái người cậu này. Gọi sao có thể sao? Đơn giản. Này cái người bằng anh hay bằng em vậy thôi chứ đâu. Thằng với thôi mà không to. Không. Bây giờ như vậy với lại sang. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ nếu mà muốn sẵn sàng cái trò chơi thế kế tiếp, okay. Nhưng mà bây giờ mình đang cái trò chơi tiếp. Chưa. Anh này gọi là như thế nào? Vậy thôi, một cái câu hỏi đơn giản. Nhưng mà người ta kêu sai rồi em uống rồi. Chưa xong. Nó xuống uống rồi, chú Kiệt uống rồi má. Hồi nãy là chú Kiệt là đi sai đường. Phải uống miếng để cho đi gần lại đúng đường. Còn bây giờ là bây giờ không có đi gần đi. Người này gọi người này. Bây giờ ai cũng kêu sai mình uống xong. Như vậy là cái câu mình không có cần đúng. Như vậy là câu hỏi của em giờ là vẫn chưa có trả là câu trả lời. Vậy hỏi ai? Là này gọi sao? Vậy giờ hỏi bạn đi. No, chú Kiếm. Bây giờ Tiêu, bây giờ gọi sao? Gọi sao? Mình coi như là mình xong rồi. Ok, đúng. Rồi xong rồi đi. Okay, bây giờ nói đi. Bây giờ xong rồi kết luận đàng hoàng. Bây giờ gọi như chú Kiệt giờ nói là sao? Thôi. Thì để giải thích cho nghe. Là sao? Gọi sao? Giải với sao? Mình nói là không. Giờ sai. Không uống nữa. Không. Chú Kiệt. Không, bây giờ cái này là khác rồi anh. Đúng. Câu hỏi này khác. No. No. Cái vấn đề là như sẽ không uống nữa, chú Kiệt sẽ không uống nữa. Nhưng mà bây giờ coi thằng này gọi này sao? Gọi sao? Không. Cái vấn đề đó mình vẫn chưa có giải quyết cái câu hỏi nguyên thủy. Thôi vậy mình không trả lời. Không. Đơn giản. Không trả lời về người khác. Chú Kiệt sẽ không bị uống nữa. Không. Chỉ muốn biết là chú Kiệt giải thích sao thôi. Không cần giải thích nữa. Trách nhiệm vô cùng nè anh Kiệt. Bây giờ coi như là mình đã nói là xong. Mình đã coi như là ok chấm hết. Trách nhiệm vô cùng nè anh Kiệt. Bỏ cục dễ quá. Càng phải khó rác rồi. Đơn giản. Anh nói đúng hết rồi. Không phải, tại vì mình có ý nổ thôi. Nhưng như vậy là rút cuộc bây giờ nói sao? Chứ phải có cái này. Không, bây giờ nhưng mà cái kết luận này hoàn là. Chú Kiệt. Kết luận là anh bây giờ phải giải thích phân. Không, bây giờ. Đô đất là đô đó, hỏi là em là đứa nào trong nhà. Bây giờ chú Kiệt hỏi đi. Mấy ngày nó không uống, nó không chịu uống mà nó uống lúc nào cũng hỏi. Bây giờ em cũng phải ra giới trong nhà. Vô được nhưng mà. Lấy bình tĩnh lại, cái tổng. Dây dế trong nhà. Bây giờ Leo á, nó muốn là Leo đó mà đồ nó đang đồ dây dế của nó trong nhà đó. Bây giờ cho em cái phần đây. Rồi, rồi.
Rồi chú Kiệt, thằng em đã xin danh phận, giờ giải thích rồi, giờ người này, chú Kiệt không cần phải uống nữa, nhưng mà giải thích nói là người này với người này sao, rồi để mọi người giải thích cho nghe, tâm phục không? Hai thằng muốn gọi gì cũng gọi. Bây giờ vô bằng nhậu rồi. Cái này á, muốn gọi thì gọi. Thấy không, đang sợ nó không? Cái này là đáng phạt. Nè, anh Văn, cái câu trả lời không trả lời nhưng mà cái này đáng phạt. Và với anh mà cái thằng không đúng rồi mà phải phạt. Không, cái tinh thần này phạt, nếu mình nó phạt tôi nói là cái tinh thần này là vô trách nhiệm. Vô luôn. Không có trách nhiệm. Không, em phải lại là em kia người ta luôn. Cái anh dục tinh thần chú nhé. Còn tới là mày mới cao chết rồi đó. Cậu tới nãy là nói là vô đây thằng nào mà lâu cả dùng chút nào. Kiệt mà ra đây nói cậu tới mà gọi mấy thằng anh nó là chết như chết ngắt vậy. Xin lỗi, tôi thương cho nên tôi mới nói. Tôi thương mấy anh em chứ. Em hiểu chưa? Em không hiểu. Hiểu rồi, em hiểu rồi, em cứ nói hiểu đi. Em sẽ giải thích cho em. Em hiểu, em dán ra để con hiểu. Đây, bây giờ nhớ nè. Bà ngoại của anh. Bà ngoại của anh. Là bà ngoại vợ của anh. Mày hiểu đúng cái gì mà chính xác chưa có gì mẹ vợ anh đi bà ngoại nghe nè nghe nè bà ngoại của anh với bà ngoại vợ của anh ok là phụ bà là phụ bà ok với lại bà ngoại vợ của anh này á là hai chị em ruột hiểu không đúng không đúng không cái người được nghe còn chưa hiểu. Vậy là con tỉnh phải thử thêm chờ đi chứ. Không, không đó là chính xác. Không, rồi, rồi. Chính xác. Bây giờ chính đúng rồi, đúng không? Rồi em cắt hơi sai rồi đó. Từ từ. Bà hơi sai sai rồi đó. Đúng rồi. Rồi bà ngoại của anh á là đẻ ra là tiến tới thắng lợi hùng cường hạnh phúc hòa bình. Chớ hai người. Bà ngoại này. Bà ngoại vợ của anh á đẻ ra ri đâm giờ xì gì không biết có bà đang bài không nhớ không nhớ thật sự đâu nhớ có một viên ngọc thôi có một viên ngọc thôi có một viên ngọc thôi ba hả không có viên ngọc thôi nhé bà tối hết chuyện ngủ đó bác bảo á là quá gì con đi con trẻ nó có một ngọc ba hả có một ngọc có một người đây đây tư em nghĩ cái này có cớ để mà phạt bà hả thả ra một người thôi phải canh những cái tư thế xấu nhất không, em phải một đứa con trai và bà đứa gái và trong một đứa con gái đó đó là vợ của anh chính xác chính xác vậy là mỗi này chưa mới nói là chính xác rồi đúng không này nó khoan cái dù mình nói chính như chính chính xác không có thằng không có xin dê gì đó thì có một câu sai thôi quá vấn đề em á thì hỏi á anh này là đẻ ok thì á là mẹ vợ của anh này và mẹ của anh á là gọi là chị em bạn gì bạn gì dạ cảm ơn chị cảm ơn chị hồng không dạ dạ ok chị ra đi ra đi ok rồi cái vấn đề cốt yếu bây giờ á là muốn hỏi ông Tứng á là giữa ông Tứng với anh này là cái gì vậy thôi đúng không video đó cái đó được hiểu không được đó đúng dạ giờ sao sợ giữa bi và Aro đó Aro sẽ là người mà trọng tài luôn á trọng tài hiểu hay không hiểu và đúng hay không dạ là person một cầu kèo dạ không từ từ đến bi trả lời em đó đúng rồi tí bi hả
em trả lời sai là em muốn á. Ừ. Em nói sai là cũng trẻ đúng không? Cho thằng đi vô đó rồi. Cột kèo đúng rồi. Cột kèo. Cột kèo. Tôi chưa bao giờ nghe. Thật là cột kèo. Thật là cột kèo. Sai chưa? Sai chưa? Nó tự nhận sai. Đúng rồi. Em nhận sai chưa? Sai chưa? Không, anh nhận sai cái thằng. Thôi vậy thôi, xác nhận. Là thằng này không. Tôi không. Dạ dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Chúc mừng Hải là đi làm ngày đầu tiên như vậy nha. Rồi bữa nào tới nào tới để em tiếp. Dạ. Bữa nào mà anh lên mưa anh cứ xách đường tới đây chơi cùng em tiếp. Anh Hải, em chúc anh ngày đầu tiên đi làm thật là thành công nha. Nghĩa là đến đúng giờ. Mà đừng có vấn đề gì nha. Với lại nó mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà anh hiểu ra mấy người này liên hệ với nhau, anh cho em biết nha. Em bảo đảm á, ngày mai anh sẽ đi vô làm, mà lúc mà anh đang lên á, là anh sẽ nghĩ ra anh mấy tụi này nó quan hệ hay sao. Ừ, mẹ là còn sao. Còn nếu mà chưa á, còn nếu mà chưa thì anh lên cho được hắn xuyên đây kìa. Dạ, 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 mình đi ăn sáng là cục kèo nó nói là mày cục kèo cái gì là sao nó nói lại được cái hả, cái đó là cái hiển nhiên mà coi dừng sao mà có nhiều loại coi dừng nha, đúng đúng có nhiều loại coi dừng nha, mình đánh không, nó có một cái từ ngữ của Việt Nam đó, dân học Việt Nam mình có từ ngữ cái đó hiểu không. Bây giờ quay vô đó. Cái này có quyền trợ giúp á. Dùng vợ trợ giúp á. Gọi quyền cầm đũa. Dơ, nói gì em giúp. Thằng này nghe nha. Con vợ mà nói sai là nó uống. Hai vợ chồng uống. Em có quyền trợ giúp. Em chơi tay là có quyền trợ giúp. Vợ nó chạy. Nó ra lời sai. Vợ uống ly, chồng uống ly. Cho thì bạn gì? Hả? Đúng rồi, tại vì bây giờ là trên là gì với lại gì đó. Second cousin. Của chị Hương. Rồi yeah. Chị em nhau là đó là trên nữa, là cơ thì khác nữa. Rồi cứ trả lời đi, cứ trả lời đi. Người ta lấy cái kết quả. Thank you.
Thank you.
luôn mà xin em bán sao chỗ đi xếp mà đứng luôn đi xa đây luôn em, nhưng mà lúc đó em muốn đi thầy cũng sẽ không mà
xuống để ông co lại.
nó lại thôi. Em thắt chút lại. Vậy bây giờ ok, đây về. Là lấy I mean, we'll see here or in Atlanta somewhere. Chắc chắn rồi ha. Mới là bao nhiêu chứ? 21 luôn quá hả? Ghê vậy ta.
Dạ luôn. 90 21 27 phí thôi. Tự nhiên mà cái đó vô. Sao mày muốn mua mười mấy đâu? Đó là anh em ra vô được. Rồi, cái này được cái dạng giống như là xe bus. Đúng rồi. Anh không có vô gara, anh gara có 7 phút rưỡi rồi. Mà xe bus đó là khoảng cỡ 10. Anh nếu mà anh muốn đậu á, anh phải đi một cái gọi là không. Thì em đặt cái máy lên, đăng máy lên thôi. Bị cái gara thứ ba. Mà 16 thì ok. 16 nhỏ. Ok, lúc mà chơi lại 10. Lúc mà xong 6 tháng thì bác. Bạn chứ kệ 5 phút thôi. 5 phút thôi. Vừa đủ đó hai cái chân. 90.000. Nhưng mà nếu mà anh chịu tiền vậy á, các bạn nó thay với anh năm. No, em không chơi một năm, em muốn mua cũ lại thôi chứ mua mới. Thì đó thì ok, mình chịu lợi mà 1-2 năm nha. Không, vấn đề ví dụ như Boeing nó lên thì ok, không có chuyện gì. Tóc lên là trời. Tóc Boeing nó lên. Anh mua hình không? Thích mua hình không? Nếu mình có thời gian đi. Bây giờ đó mới gọi cho 2 hả? Bao nhiêu? Sắp đó. Chỉ cần qua cái gì vô về mua đâu khó đâu. Xong đó là nó sẽ ma, nó sẽ order, chai là nó order, nó lấy vào theo cái order đó. Ok, là 300, 350, ok. 36 rồi là yeah. Cái gì nói là như vậy rồi đó. Nhưng mà nó gia đình là mang gọi là khoảng 3 người giật, 4 người giật chúng tôi. Taxi là khoảng bao nhiêu tiết vậy? Taxi bự, taxi là bự. Ồ, đây là nhỏ. Ở bên cái chiếc gì bữa trước ở ngồi bạc hay là bây giờ? Đó. Rồi chiếc cũng nhiều lái chứ tính là hai cái kia. Mà có đi nhiều không? Già quá rồi. Không đi như mẹ em lái không à?
mà em lái, em lái chiếc đó luôn à? Đương nhiên rồi, chiếc ai lái? Không, cái chiếc đó nó vừa, nó cũng là đủ cho 5 số người ở. Như vậy được rồi, nó chính xác. Tại vì mấy cái phạt đó, nó cho 27-30. Sao, có gì vậy, đừng nghe ba. Nó dễ, 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 dễ. Rồi, con ngồi cái đi. Ngồi có gì ba, ba gọi. Ok, 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 ba chuẩn bị đi rồi, ba chạy có được con về. Nhà cũng tắt đèn rồi thấy không? Chủ gia chủ tắt đèn rồi. Không, nghe trong cái sau rồi đó là chưa kịp bước chân ra khỏi cửa xong rồi đó. Ăn cây tối ngủ đây hả? Sớm mà đi làm cái gì vậy? Thôi mệt á. Nếu mình già bữa giờ sao? Đâu có đâu. Nó hơi hơi bị nhớ mà bị dính là cũng mệt á. Bây giờ nhà bây giờ lại ngồi cái em bị nước than lên cái nữa ngày mai anh nghỉ luôn.